bộ tóc trị giá tới 150.000 USD của nàng tiên cá. Theo như chia sẻ từ ekip của bộ phim The Little Mermaid, nàng tiên cá, họ phải tốn nhiều công sức và thời gian để tạo hình mái tóc cho Halle Bailey. Chi phí thực hiện kiểu tóc cầu kỳ này không dưới 150.000 USD. Quá trình tạo ra bộ tóc của nàng tiên cá Ariel trong phiên bản live action The Little Mermaid rất kỳ công. Chia sẻ với Variety, Camille Friend, trưởng bộ phận, hóa trang của phim tiết lộ cô nhận nhiệm vụ là phải thiết kế sao cho có sự sáng tạo ở bản mới và gợi nhớ bản gốc. Tóc thật của Halle dài đến thắt lưng, nên việc đội nguyên một bộ tóc giả sẽ trông rất ngớ ngẩn. Nếu lấy lọn tóc giả quấn quanh những bím tóc của cô ấy thì sẽ không phải cắt hay nhuộm lại chúng. Chúng tôi có thể thay đổi màu sắc mà không cần thay đổi cấu trúc tóc bên trong, Camille nói. Chúng tôi đã sử dụng 3 sắc đỏ khác nhau. Không rõ con số cụ thể, nhưng có lẽ ekip đã chi tối thiểu 150.000 USD vì chúng tôi phải làm lại và tháo nó ra. Đó là một quá trình kỳ công. Tuy nhiên, khó khăn nhân lên gấp bội với những cảnh quay dưới nước. Để tạo hiệu ứng bồng bềnh như sóng, Camille Friend phải sử dụng phương pháp nới lỏng những bím tóc. Đặc biệt, trong phân cảnh Ariel trồi lên khỏi mặt biển và thực hiện cú hất tóc huyền thoại, đoàn làm phim phải sử dụng công nghệ KGI để hỗ trợ. Theo Collider, The Little Mermaid dự kiến mang về 120 triệu USD trong cuối tuần ra mắt, vượt Aladdin với doanh thu mở màn 116,8 triệu USD. Tác phẩm của Disney nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ mạnh của Fast X tại phòng vé trên khắp thế giới. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phim nhận về số điểm 67% từ các chuyên gia và 95% từ khán giả. Nàng tiên cá bản mới nhất thay đổi thông điệp truyền tải, còn cốt truyện về cơ bản bám sát bản phim hoạt hình năm 1989. Phim quy tụ dàn sao như Halle Bailey vai nàng tiên cá Ariel, Jonah Hill ở King vai hoàng tử Eric, Xavier Bardem vai vua Triton, cha của Ariel, Melissa McCarthy vai phù thủy bạch tuộc Ursula, David Dix lồng tiếng cho vua Sebastian, Jacob Tremblay lồng tiếng cho cá Flounder. Kinh phí đầu tư phim khoảng 250 triệu USD.